Xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia xin giới thiệu đến quý khách hàng đang xem video của xưởng. Bộ bàn ghế phòng khách mẫu Louis Hoàng Gia được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, hàng đặt theo yêu cầu của chị Khánh ở thành phố Đà Nẵng. Chị đã tham khảo rất nhiều sản phẩm của xưởng thông qua website là xưởngđồgỗgiagoc.com cũng như là đồgỗphạmgia.com. Chị đã đến trực tiếp cơ sở của em để tham khảo các sản phẩm bàn ghế Hoàng Gia do xưởng em sản xuất, và hôm nay xưởng em đã hoàn thiện xong bộ bàn ghế cho chị đặt. Và trước khi giả hàng, em quay video giới thiệu chi tiết để quý khách hàng ở gần ở xa, những người đã luôn đồng hành cùng kênh video của xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia tham khảo các cái sản phẩm của khách hàng ở xa, đặc biệt là một vị khách ở tận thành phố Đà Nẵng đặt hàng với xưởng một bộ Louis Hoàng Gia. Có gì đặc biệt hơn so với những cái hàng ở trên cửa hàng? Tại sao mọi người lại phải tìm đến xưởng đồ gỗ Gia Gốc để đặt hàng những cái mẫu Hoàng Gia đẳng cấp này? Em xin giới thiệu luôn trên màn hình các bác, đây là hai chiếc ghế đơn. Bây giờ em sẽ ngồi ghế dài để quay giới thiệu các bác cái ghế đơn. Trước mặt các bác là hai chiếc ghế đơn có kích thước như nhau, và chiều dài của ghế đơn là 1m1, chiều sâu là 75, và chiều cao là 1m4. Đó. Và em xin giới thiệu lần lượt từ trương, trương là đục hai mặt này, phông vách cũng đục hai mặt, và tay là tay liền, đặc nguyên khối liền ở đây đó là liền với cái cột này, sát với cột, tay liền sát cột, đặc nguyên khối. Đây em sẽ đi chi tiết để các bác thấy cái đặc nguyên khối như nào. Nhà em là không có vết ghép nha, tay này là không có vết ghép, liền liền dưới đây và đặc nguyên khối. Hàng bình thường thì là tay người ta sẽ lối đoạn này, và đây em đang dẫn chứng bằng một hình ảnh ở trên góc màn hình. Em sẽ dẫn chứng các bác, đây có một tay là có lối là như thế. Về cái phần phông vách, phần phông vách, tại sao gọi là phông vách? Nhiều người gọi cái vách tựa này là phông, và có nơi thì gọi là vách, gọi là phông vách. Cái phông vách này nhà em đục hai mặt này, mặt trước mặt sau đục như nhau, đục hai mặt hết này. Đây, và em sẽ đứng xa là em để dẫn chứng cho các bác thấy là một cái hình ảnh của cái sản phẩm khác, người ta đục một mặt mà nhìn nó thô hơn. Đấy, để các bác tham khảo. Đấy. Đây là hai chiếc ghế đơn và một cái đôn kẹp. Đôn kẹp này có kích thước là 50 x 60 là đôn kẹp ghế. Đó. Nhìn trông rất là sang trọng và đẳng cấp, các bác tham khảo. Em xin giới thiệu tiếp là chiếc ghế dài của chị Khánh đặt là mẫu là chân, là chân 14. Chị ván là ván dày 3 phân. Đây các bác thấy là ván mặt ghế, mặt bàn, tất cả ván em đều xẻ là dày 3 phân hết các bác. Lưu ý một điều rằng ván em đều xẻ là ván dày 3 hết. Rất là dày. Và chiếc ghế dài này có kích thước là chiều dài từ bên trái màn hình sang bên phải màn hình các bác đang xem là dài 2m7, cao 1m4, sâu 75. Ghế là tựa rất là đẹp và sang trọng. Và khi kê bộ bàn ghế này cho khách kiểu tân cổ điển thì cực kỳ sang trọng và đẳng cấp luôn. Đây. Ván mặt ghế này dày 3 phân hết đấy các bác. Ván phông này em cũng dày 3 phân. Đây. Hàng này là hàng không có khuôn tranh, không có khung tranh. Các bác thấy là toàn bộ là ván liền một tấm hết. Đây. Vân rất là đẹp. Cái hàng này là hàng hiếm. Trên thị trường là phần hàng long khung. Bởi vì làm cái hàng này yêu cầu phải có gỗ to. Xưởng nào phải nhập toàn bộ gỗ to mới làm được. Và đây là mặt đằng sau của ghế dài. Nhà em cũng đục chạm rất là cẩn thận, các bác tham khảo. Đặc biệt lưu ý là ghế dài nhà em làm là 8 chân, 4 chân trước, 4 chân sau. Bởi vì ghế dài này 2m7, rất là lớn. Chiều dài là 2m7, nhà em là 8 chân. Nhìn cái ghế nó sẽ trường ghế hơn. Và các bác ngồi vững chãi và khỏe khoắn hơn. Ngồi thoải mái không lo bị võng hay bị sập. Đây, tay là tay đặc đây. Và cái tay là vân gỗ nhà em lựa xỉ đét luôn. Đây. Gỗ rất là đẹp. Đặc biệt là những cái chi tiết đục chạm kiểu này, hoa hồng, điểm nhấn của cái sản phẩm này. Xương ghế đục hoa hồng, nhà em đục một bông hoa đang lở rất là tươi và rất là đẹp. Thì các bác thấy là khi quý khách nhìn thẳng vào thì các thấy là hoa đang lở, giống như nụ cười của các cô gái tuổi đôi mươi, cười rất là đẹp, rất là tươi. Khi khách đến nhà liềm lở vui nhìn hoa, như hoa lở. Đấy, các bác lưu ý cái sản phẩm này nó khác biệt hoàn toàn so với hàng chợ trên thị trường. Thường là các hàng trên thị trường các bác sẽ không thấy. Ở đây là bộ bàn ghế của chị Khánh ở thành phố Đà Nẵng. Chị đặt là chân 14, tay liền đặc nguyên khối, ván là ván dày 3 phân. Mẫu ghế là cao to dài rộng hơn so với hàng chợ. Và đặc biệt là gỗ là
có vân đẹp và hoàn thiện, thì xưởng nhà em để trần vân gỗ tự nhiên. Điểm lưu ý và nổi bật nhất của sản phẩm do xưởng Đồ Gỗ Gia Gốc sản xuất chính là phần hoàn thiện, xưởng nhà em để trần vân gỗ tự nhiên. Đây, các bác nhìn kỹ thấy đây là vân gỗ tự nhiên, nhà em không phủ đậm một màu. Nếu mà phủ màu đỏ giống như các hàng chợ trên cửa hàng thì các bác thấy là nó sẽ tất cả đều cùng một màu. Còn xưởng nhà em là chấp nhận có chỗ đậm chỗ nhạt, bởi bên gỗ tự nhiên thì không tránh được cái sự đậm nhạt khác nhau. Trong cùng một khúc gỗ, trong cùng một miếng ván là còn có cái đậm nhạt khác nhau, cái đấy thì không phải tránh khỏi được. Nhưng mà chơi gỗ tự nhiên là phải chơi vân, vân đẹp thì tôn lên được cái vẻ sang trọng của bộ bàn ghế mộc mạc nhưng mà quý phái. Đấy, đây là tổng thể bộ bàn ghế. Và em cũng xin chia sẻ kích thước để kê được một bộ bàn ghế như này. Nhiều bác quan tâm là kích thước mỗi bộ bàn ghế to như này thì kích thước để kê là tiêu tốn diện tích bao nhiêu, em xin chia sẻ luôn. Chiều từ bên trái màn hình sang bên phải màn hình các bác đang xem, hay là chiều rộng của bộ bàn ghế thì các bác cần là 3,5m, các bác kê được rất chi là thoải mái. Hoặc là chiều dài từ dưới màn hình lên tới đỉnh màn hình các bác cần 3m là các bác kê được rất là thoải mái. Một bộ bàn ghế siêu to khổng lồ này. Thế là chiều rộng 3m, chiều dài 3m, em xin lỗi, chiều rộng 3m và chiều dài 3m là các bác phải kê được một bộ bàn ghế cực kỳ to và sang trọng như trên màn hình. Và trước khi kết thúc video, em cũng xin công khai báo giá bộ bàn ghế của chị Khánh ở thành phố Đà Nẵng. Chị đặt với xưởng Đồ Gỗ Gia Gốc Phạm Gia một bộ bàn ghế thông số kỹ thuật là chân 14, tay liền đặc nguyên khối, ván dày 3 phân, phông dày 3 phân, trương dày 8 phân, chân 14, ván bàn liền 1 tấm, rộng 70, dài 1m57. Xưởng đã bán với giá là 62 triệu đồng. Anh chị em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với xưởng theo số hotline đang hiện trên màn hình. Xưởng sẽ tư vấn chi tiết. Nếu các bác, các anh, các chị ở xa có thể truy cập trực tiếp vào website là xưởngdogogiagoc.com hoặc dogofamgia.com. Trên đó xưởng em đăng tải đầy đủ các mẫu mã sản phẩm và thông số chi tiết để các bác tham khảo. Xưởng xin kết thúc video tại đây. Xưởng xin cảm ơn quý khách hàng đang xem video của xưởng. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại.